Dạ Hương miền Tây xin kính chào cô chú anh chị trong và ngoài nước đang xem trên kênh của em ha. Cô chú anh chị ơi, đây là xe của chú Dũng nha cô chú anh chị. Chú Dũng có vô văn phòng ha. Em cũng vô đứng đây chờ chú Dũng. Đây là xe của chú Dũng nha. Chú Dũng đã vào trong văn phòng đó rồi. Chờ tí xíu thì sẽ xe chú Dũng còn đời má, xe chú Dũng còn đời má. Xe của chú Dũng còn để máy ha cô chú anh chị, thì em nghĩ thì chú Dũng cũng sẽ chuẩn bị vô trong đó tí xíu thì chú Dũng cũng sẽ ra, nên chút xíu nữa em mời cô chú anh chị xem coi chú Dũng có chia sẻ gì không ha cô chú anh chị. Chú Dũng ra nha cô chú anh chị. Dũng đang ở trên xe. Dũng lên xe à. Dũng ngồi bữa nay à. Có một việc à, chú Dũng đi gấp quá. Con chờ chú Dũng, chú Dũng. Trên xe à. Chú Dũng đi ha cô chú anh chị. Chú Dũng đi về ha cô chú anh chị. Hôm nay chú Dũng đang có công chuyện ha. Có công chuyện gấp nên chú Dũng không thể nào chia sẻ được nha cô chú anh chị. Nãy giờ trong gặp chú Dũng. Đúng rồi. Quay miếng lát ghép vô. Quay chú Dũng thôi, trong mình chạy đẳng. Quay khán giả. Ghép vô. Quay ở đây miếng nha. Chú Dũng làm quay không kịp. Quay đó. Tôi cho bà 200 ngàn bà về nha. Hai quá, hai ông nội này nhìn giống nhau ta. Giống thì là anh em. Hai ông nội nó ốm trên nha. Tôi bà 200 ngàn bà về nha. Cái Đài Nam này mà mình đi bộ chắc đi ngày không có gì hết nổi đâu kìa. Ngày sau hết. Rông gì mà rông khủng khiếp. Mấy con đợi chú Dũng chứ đi, chú Dũng đăng ký hợp đồng. Chút nữa chú Dũng ra, chú Dũng cho tụi con cắt cái tóc coi tôi minh tệ
làm hợp đồng mà chắc nữa chú Dũng ra chú Dũng cho tụi con vui. Rồi đây nhìn xe lửa chạy cũng đã mắt nữa ha. Vô cổng Đài Nam. Xe ra rồi xe vô. Chuẩn bị đi gặp chú Dũng rồi. Đi làm bộ à, chú ổng la lên đi làm bộ hỏi à, hỏi cái này hỏi cái kia cho ổng lâu lâu xíu. Chú Dũng cho con hỏi bây giờ chú Dũng định đi đâu, khi nào chú Dũng về, mấy giờ chú Dũng ăn cơm, chú Dũng cho con biết. Anh tài xế anh đang lấy cái gì á, đang lấy cái gì trong xe của chú Dũng với cô chú anh chị ơi. Đây là tài xế của chú Dũng.